Tóm lại là ông còn trinh. Thì ok là như vậy. Trời ơi, bộ chốt vấn đề 43 tuổi còn trinh ông nội ơi, thiệt tình. Nhiệm vụ đàn ông phải lo cho mình, ok. Ồ. Ok. Không, cả hai giờ mình đồng đẳng rồi, mình... Mà tôi cứ nói vậy đi. Ok, good. Bắt hít đất thuộc dầu gì đó, đọc lớn lên. Ồ. Chắc anh sẽ gửi một hôn trên tay của anh nha. Rồi, cảm ơn. Cát Tường xin chào đón quý vị và chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một cặp đôi như thế nào đây? Anh chàng trai đã ngồi đây chờ đợi rồi, rất là căng thẳng. Cười lên anh ơi. Đó, hồi nãy anh nói chị Tường dữ quá. Và bây giờ Tường sẽ ra ngoài và mời bạn gái của ảnh vào nha. Rồi, ghé đây, ngồi xuống đi kìa. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Dám nói tôi dữ ha, tôi sẽ dìm hàng cho coi. Được thôi, rồi chào anh. Bây giờ mình sẽ Tường. Nhìn đi, nhìn kỹ coi dữ không. Thôi, ở ngoài thì tuyệt vời. Tuyệt vời. Rồi, giờ anh giới thiệu về bản thân mình đi nè. Chào Cát Tường, chào bạn gái bên kia và chào mọi người. Mình tên là Nguyễn Huy Đệ, 34 tuổi. Cách đây 9 năm, hiện tại là 43 tuổi. Cũng rảnh ghê á, là sinh năm 77. Bằng tuổi tôi đó. Tuổi con rắn đó, lên đường tình duyên á, chị Cát Tường. Rồi, mình quê ở đâu? Thì quê mình hiện tại là cũng ở Sài Gòn Hồ Chí Minh luôn. Quận mấy? Ở quận Bình Tân. Hiện tại mình cũng làm về cái mảng IT, cũng quản lý hệ thống máy những đơn vị ở cũng ở trong Sài Gòn á chị Cát Tường. Còn em? Chào chị Cát Tường. Em chào anh bên kia. Chào em. Em tên là Nguyễn Thị Kim Ánh. Thì hiện tại em làm việc ở Sài Gòn. Quê em thì ở Long An. Rồi mình đang làm việc ở đâu anh? Dạ em làm việc ở quận 12 á chị. Dạ em làm bên website á chị. Ồ sao hình như nó cũng có cái gì đó giống về máy tính. Ánh năm nay nhiêu tuổi cưng? Dạ em sinh năm 1983 chị. Điểm mạnh điểm yếu của cưng là gì anh? Trong công việc á, thì em rất là cẩn thận. Theo ý mình đúng ý thì mình mới hài lòng. Yếu á, thì em là dễ bị lạc đường á chị. Mình có khó tính trong công việc không? Bình thường hả chị? Bình thường hả? Rồi thế còn Đạt thì là điểm mạnh điểm yếu của anh là như thế nào? Điểm mạnh của mình thì mình hòa đồng, mình thân thiện, nói chung là thích nói chuyện mọi người, giao tiếp mọi người lắm. Và cái điểm yếu là mình thì khi mình trầm quá nên hai cái giọng mình không có hay. Trầm tính hay là trầm giọng? Trầm tính đó. Trầm tính sao nó thích nói chuyện với mọi người? Thì thích để tại vì tính mình trầm quá mình thích nói chuyện nhiều hơn đó, chỉ bên ngoài thôi. Chẳng như về nhà tính mình sẽ trầm, nó không có theo từng giai đoạn. Mình tính trầm thì nhiều hơn. Đôi khi là mình hơi bừa bộn về coi cái cuộc sống. Nó cũng đồ đạc nhiều lắm, sửa máy tính thì đồ nó quá trời quá đất luôn. Bài bừa đầy nhà luôn phải không? Chính xác là như vậy. Vô mà có kiếm cái chỗ ngã cái lưng nó không có luôn. Không phải chừa ra chỗ kia chứ. Bên đây, tình duyên sao? Em thì cũng có quen được một mối tình do người nhà làm mai á chị. Rồi nhưng mà cũng không có hợp, quen được một năm. Không hợp cái chỗ nào? Do ngày xưa thì em cũng có một số vấn đề về công việc đó, rồi em cũng không có muốn ảnh là tại vì ảnh thì ảnh lo nhiều quá đó, thì mình cũng không có muốn là mình làm gánh nặng cho người ta. Lo nhiều quá là lo gì? Ý đâu? Là cái công việc của mình nó không có được tốt á, thì người ta sẽ lo lắng cho mình nhiều hơn. Rồi. Trời ơi, em con gái mà em sợ chi mình vô duyên vậy. Đàn ông trách nhiệm người ta phải lo cho mình cũng đâu có cần người ta gì đâu, người ta ví dụ khi cũng giúp đỡ cái tinh thần rồi, cái đó là trách nhiệm của người bạn trai. Tự nhiên cái mình rục rịch công việc cái là mình sợ người ta lo cho mình cái mình chia tay. Đôi lúc có trong cái cuộc sống không phải là riêng người bạn trai có trách nhiệm với người bạn gái, mà cái người bạn gái cũng vẫn có trách nhiệm với người bạn trai. Đó là hai người hiểu nhau. Đúng rồi. Hiểu nhau rồi mình sẽ cái gì cũng nói chuyện được, quay lại thì mình ok, hai người sẽ giúp đỡ nhau chứ. Nhưng mà nhiều khi cái chuyện tiền nó cũng dễ làm chia tay lắm. Chứ tiền mà khó nói á, vượt lên nhiều thứ nó mới đến được, nhân duyên nó mới đến được. Còn nhưng mà lần sau là đừng có vụ đó nữa. Nhiệm vụ đàn ông phải lo cho mình, ok. Ok. Không, cả hai giờ mình đồng đẳng rồi mình. Mà tôi cứ nói vậy đi. Ok, good. Good không phải good, cũng phải good nữa. Rồi, tình trường của anh sao? Thì Cát Tường thì mình cũng có hai cái mối tình. Mối tình đầu tiên là cũng 53-55 tuổi, tình đầu tiên. Mình tham vui, gia đình lúc nào cũng có vui hết trơn, niềm vui rất nhiều. Không giờ mình nghĩ cái chuyện là phải có bạn gái hết trơn á. Khi má mất được một năm thì mình thấy là chắc cũng hơi buồn buồn, rồi mình mới kiếm được một cô bạn. Thì cô bạn đó thì mình quen cũng được tầm có 4 tháng thôi. Thì cả hai người là không có đến với nhau được, tại vì do là cái lối suy nghĩ, sống cuộc sống của mỗi người khác nhau nhiều quá. 4 tháng chắc cũng chưa có gì đậm đà mặn mà chưa. Thì chúng yếu là mình đi chơi rồi nắm tay nhẹ nhẹ thôi. Ở cái thứ hai thì là cũng là một năm sau thì cũng quen cô bạn này cũng bằng tuổi. Nói chung thì cái hai nói chuyện cũng được, nhưng mà điểm cái là nói chung là cô bạn nó hơi nóng tính quá đi, đôi khi là hơi cổ hơi làm cho mình thấy như là áp lực. Thứ hai là cổ như là cái người sau này khi mà về là có thể là cái sự xung khắc giữa hai người rất là cao. Thôi mình nghĩ chắc cũng hơi khó đó. Quen được bao lâu? Cũng được 6 tháng. Thân mật hơn được chút. Hơn được chút, ok, vẫn đi ăn chú nói chuyện này cũng ok. Mà chỉ mất với hai bạn là hai người nói chuyện với nhau thôi, tại hai người cũng xem tuổi á, thành ra là không có cái vụ đụng chạm ở đây. Tóm lại là ông còn trinh. Thì ok là vậy. Trời ơi, bộ chốt vấn đề 43 tuổi còn trinh ông nội ơi, thiệt tình khổ ghê vậy đó. Tại vì xưa nhà khó lắm, đâu có dám mà có gì mà sơ hỏng chân đâu là bị chữa chết. Lấy vợ nha. Trời ơi, buồn lắm á chứ. Đợt này quyết chiến nha, quyết chiến quyết thắng nha. Ok, cái chiến Tư. Cố gắng lên, mà có khó tính không? Không, mình rất là dễ tính đó chứ. Không, tôi nghĩ mấy người ế già là dễ khó tính. Nhưng mà chắc là do cái sự mình gặp gỡ gì nọ chưa hợp như cái mình á, làm cho mình là mình không đến được ý với họ thôi, thực sự không. Tại mình chơi rất nhiều bạn mà, nếu mình chơi được nhiều bạn thì tính mình cũng cởi mở chứ đâu nó khó tính đâu. Mình muốn tìm một người vợ tương lai là như thế nào? Thì mình thích một người bạn là họ có sự hòa đồng, cái vui vẻ, thông minh chút xíu, đảm đang một chút xíu. Cái chút xíu đó của ông mới khó đó, trời ơi. Thông minh xíu, đảm đang xíu. Chút xíu thôi mà chứ đâu cần xíu nhiều. Khó. Nhiều mình nói là chẳng như là có này có kia, nhưng chút xíu thôi. Gia giảm thêm á, chẳng hạn như là khi không có cái này thì thêm chút xíu vô chứ không cần là nhiều mức độ vậy. Ngoại hình. Ngoại hình thì tương đối là được. Từ tương đối nó cũng mệt lắm á. Tương đối là sao? Cao, thấp, mập, ốm như thế nào? Cổ điển, hiện đại hay là mọi thứ chút xíu? Mình nghĩ thì cao thấp một lùm không quan trọng. Quan trọng á. Có một chút quan trọng á. Lùn cũng có xinh thì cũng lùn mà. Mà nhưng cao mà giờ mình thích cái gì? Thích lùn hay thích cao? Thích mập hay thích ốm? Đừng nhìn nói giống tôi, người giống tôi là tuyệt chủng rồi. Thì Cát Tường là cũng xem tương đối á. Trời ơi, mộng ước thật vời vợi. Được rồi, vui thôi. Bên đây em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cần tìm một người là họ chân thành, tôn trọng em và tôn trọng vào yêu quý những người xung quanh, sống hòa nhã, hòa đồng với mọi người, vui vẻ, hài hước, em thích vậy. Rồi, gì nữa? Ngoại hình? Em cũng không có quan trọng quá về ngoại hình, vừa vừa là được rồi. Vừa vừa, một người là coi như là tương đối, người vừa vừa rồi. Rồi, đâu đưa chị coi cái hình coi. Dễ ẹt, kiếm đi, cổ trọng á. Tường Ánh có thích trang điểm không ta? Đây! Lựa đi, có ảnh nó trọng đó. Thích cô nào? Mình nghĩ chắc là cô ở giữa. Do cảm nhận hay do suy đoán hay do tính toán hay do cái gì? Tại vì tính của anh là trầm. Cô này là vui nè. Cô này là ấy nè. Cô này là tròn, cô này tròn thì có thể là cô đã có gia đình rồi. Ủa, tròn là có gia đình rồi hả? Phân tích hay ghê. Nhìn cái hình vậy biết cô này vui. Nhìn này biết cô này tròn có gia đình rồi, cô này trầm. Rồi anh giữ cô trầm đó đi. Bên đây. Anh này. Rồi. Giữ nguyên hiện trường nha. Rồi thôi được rồi, mời hai người nhìn về cửa trái tim. Chào anh. Dạ, chào anh. Chưa có mở ra đã chào. Đoán là chính xác đó. Dạ. Tại vì cái cô ở giữa là đúng là về ảnh đó. Em sao? Em đoán sai rồi. Đoán sai rồi. Sao chứ? Trời ơi, ảnh nó đúng mà, dễ gì mà. Tại mấy bạn kia đã không đẹp trai bằng anh. Được. Một điểm tự tin là điểm cộng. Nè, tự tin quá. Anh hôm nay anh đi thì anh có đem theo một món quà để gửi cho anh. Đứng đây anh. Dạ. Em cũng có món quà để gửi anh. Dạ. Rồi anh cảm ơn anh nha. Ý nghĩa món quà đi anh trai. Thì phụ nữ thì hoa hồng phải trao cho nữ. Ủa, có đó bông hồng hả em? Hồng dạ, này là mỹ phẩm. Trời ơi, tự nhiên la bông hồng, tưởng đâu mà. Ngoài ra anh có cuốn sách. Sách gì vậy cưng? Đẹp có phong cách chị. Thực sự anh như chị Cát Tường nói đó là có vẻ là anh khó tính. Thực sự thì anh không thích những bạn xăm xơ nhuộm sữa. Không, mình không đụng chạm, tại vì cái đó là cái sở thích của mình thôi chứ mình đụng chạm với ai. Mỗi người có cái đẹp riêng. Ở đây không có xăm sơn, đụng sữa gì hết trơn á. Ok rồi đó. Dạ. Người ta quyển sách này là cũng nói chuyện là vì cái về tâm hồn thì nó vẫn là hay hơn. Với tâm hồn thì nét xung phấn ngoài thì nó chỉ là nhất thời, còn với đẹp tâm hồn thì nó sẽ lâu dài hơn. Rồi thôi vui quà ta đi. Không xăm sơn, đụng sữa rồi ha. Nhuộm sữa. Tôi có hết á. Cái từ này nét đẹp truyền thống, hiện đại xíu. truyền thống hơn đại xíu. Em tặng cho anh cái viết để có gì mình hỗ trợ trong công việc thêm cho tốt hơn, ghi nhớ thêm. Ghi nhớ thêm hả? Rồi ok, cảm ơn ảnh rất nhiều. Giờ ý nghĩa người ta đơn giản hết sức vậy đó. Được rồi, bây giờ các Tường sẽ dành riêng thời gian cho hai anh chị ha, cho đôi bạn trẻ tìm hiểu nhau và cùng thưởng thức một cái buổi ăn trưa. Xin mời. Ít phút nữa chị Tường quay lại nha, trò chuyện nhau thật là kỹ. Rồi thời gian làm bài của anh là có thật nhiều thời gian không để chẳng như đi chơi với bạn bè, du lịch này nọ? Cũng có anh, dạ. Thì đa phần mình chỉ làm giờ hành chính thôi. Giờ hành chính thôi. Từ thứ bảy chủ nhật có anh được nghỉ ngơi gì không? Dạ em được nghỉ ngày chủ nhật anh. Chủ nhật hả? Ừ. Hiện tại là anh đang trọ gần đâu? Quận mấy? Em ở quận 12. Quận 12 hả? Dạ. Thì chắc đó còn chắc đường anh á. Đường anh có thích đi chơi chỗ này chỗ kia không? Chẳng như là du lịch chẳng hạn. Đi ăn uống? Dạ, thì cũng có anh. Có hả? Mà chắc ít đi ha? Dạ, cũng hơi ít đi. Chắc bữa nào anh vẫn đi. Thì Sài Gòn cũng nhiều cái được đặc trưng là ẩm thực cũng khá nhiều. Dạ. Anh thể nói về ảnh đi. Dạ em thì cũng vui vẻ, cũng dạ thì những người mà dạng như là mới gặp á thì em cũng hơi ít nói, ít dạng như mình cũng chưa có cởi mở được á, nhưng mà ví dụ như những người thân quen vậy á thì cũng vui vẻ. Em hay về dưới quê không? Dạ thường lắm anh, cỡ cuối tuần, thường cuối tuần là em hay về, 1 tuần 2 tuần lại. Chắc là ba mẹ vẫn còn hả? Dạ ba em mất rồi anh, chỉ còn mẹ. Dạ. Mẹ anh lớn tuổi chưa? Dạ cũng lớn rồi anh, nay 83 tuổi. Mẹ lớn tuổi ha, vậy chắc là nhà phải người chăm á. Dạ đúng rồi anh. Út bỏ đi vậy sao mà chăm mẹ? Dạ có chị, anh chị. Chị hả, ok em. Anh thì thường anh thích làm gì rảnh? Anh thì hồi xưa thì anh cũng hay thích gặp bạn bè lắm. Thì anh thì bạn khá nhiều. Cuối tuần thì lúc nào cũng có bạn mời đi ăn uống này nọ đó. Thì hiện tại bây giờ anh thì cũng ít bạn rồi. Ở nhà thì anh thường là chơi với lại mấy anh em. Cứ từng thì mấy anh em gặp mặt lại nhau đó, rồi nói chuyện chơi, rồi ăn uống xíu. Trên nhà anh thì mọi người sống rất hòa đồng. Là anh sống gia đình, riết cuộc sống anh vui quá, được khi là anh cũng quên cái chuyện mà mình phải kiếm niềm vui riêng. Phải quay lại thì thời gian nó còn trôi khá nhanh. Chả như anh thấy anh như vậy thì em có sợ về cái tuổi tác hay không? Cũng hay có nói em ha. Dạ, cũng không có nhiều, khoảng cách cũng không có nhiều. Dạ. Vậy không sao em. Nói chung tại vì anh với Ánh chưa có gặp nhau nhiều quá, thành ra cũng chưa trao đổi để mình biết nhau nhiều hơn. Tại như anh thích ăn thì bữa nào anh sẽ dẫn Ánh đi ăn này nọ. Dạ. Từ em, Ánh thích ăn những món gì? Em thì cũng đơn giản anh chứ. Đơn giản hả? Dạ. Dê nè, cừu nè, hay những món này lạ. Dạ không, em thì thích ăn những cái món bình thường thôi. Xem thì vậy Ánh có ăn chay không? Dạ có anh. Vậy chắc ăn chay là 1 tuần là 4 ngày đó hả? Dạ 1 tuần 2 ngày anh. Có khi tuần 4 ngày nhưng mà thường thì tuần 2 ngày. Có vẻ là Ánh là hiền đó ha. Không dạ không manh động gì trơn á. Ta ăn chay mà đủ ăn cừu, ăn đồ xong đủ ăn thịt cầy luôn đi. Không, thịt chuột ngon lắm chơi cái chị Cát Tường à. Ok thì ăn chay cũng được, món chay ở Sài Gòn vẫn nhiều mà. Có vấn đề gì? Nay em đi có ai đi theo không cưng? Dạ có một chị bạn. Chị bạn. Còn mình đi có ai đi chung không anh? Chị Từ, tại mình có bạn mình kẹt việc á chị Từ, nên là bạn không đi chung được. Rồi mời bạn của Ánh vô trong này em ơi. Tết này có ai thành đôi không ta? Có chứ. Như vị ngon phải nhân đôi. Aji ngon cho món Tết đậm đà vị đầu, ngon lấu hậu vị. Có Aji ngon, Tết ngon nhân đôi. Rồi, giờ giới thiệu về mình nha, em chơi với Ánh là mối quan hệ như thế nào chị? Dạ, em là hàng xóm, năm nay em sinh năm 78. 78 là 43, 42, nhỏ hơn hai đứa mình 1 tuổi. Dạ, dạ. Hôm nay bình thường thì mình chơi ở xóm mình thấy Ánh là như thế nào? Bình thường thì nói chung là Ánh mẹ ở thì cũng chưa được lâu lắm nhưng mà em thấy nó hiền lành. Nó ít nói lắm. Không có trai hả? Em cũng kiếm người làm mai nhưng mà tại cái tuổi Ánh nó muốn nhiều hơn cho nên không có. Nghĩa là muốn quen người lớn tuổi hơn á. Muốn người phải lớn tuổi hơn. Cho nên là chững chạc, phải dạng như là phải chín chắn, trưởng thành. Em muốn lớn hơn khoảng bao nhiêu, cỡ anh này vậy được chưa? Khoảng nhiêu tuổi không em? Được chưa? Như vậy được chưa? Dạ được rồi. Vậy là ok rồi. Ok rồi, hợp lý rồi. Thế hôm nay em nhận xét ảnh anh trai như thế nào? Dạ em thấy anh cũng được, còn nữa thì hai người tự quyết định. Thật ra tuổi này mà trai chưa gỡ vợ, gái chưa chồng là cũng hơi hiếm á, dạ. Đúng không? Mà tại sao ông này giờ tới này mà ông chưa có gia đình thì ông cũng thuộc loại hiếm luôn. Cho nên là em, nếu em có cảm hứng thì em phải tìm hiểu, em khám và phá. Chứ người ta là cũng còn trai nheo nhẽo đó. Đó, đúng không? Thì anh hiền lắm, đừng có khám phá anh. Quan trọng đàn ông vẫn là cái người chủ động. Để em gái nó dù sao cũng nhỏ hơn mình mà nó cũng chưa có kinh nghiệm luôn. Vậy dắt em bạn gái đi. Rồi, em còn muốn nói gì với cặp đôi này nữa không? Em nói là nếu như anh mà muốn quen anh thì anh có thể chủ động. Tại vì anh nó hiền, nó nhút nhát lắm. Không, thì thường nói phụ nữ nào cũng về hiền hết trơn. Nhưng mà thường là về xong là mọc nanh. Thì chừng nào mọc nanh thì mình tính sao? Mọc nanh thì nói chung là cũng do mình nữa, người ta mới mọc nanh được. Nhưng mà người phụ nữ của mình phải mọc nanh mình mới thành người. Là thay má ta dạy ta nên người đó. Đúng rồi. Bây giờ má mất rồi mà không có người phụ nữ mọc nanh bên cạnh thì anh thành cái gì? Cũng hay ha. Đúng rồi. Rồi, chị cảm ơn em nha. Dạ. Rồi để coi coi hai bạn này tiếp tục với nhau như thế nào. Đây, bóc bài chơi. Này gì cái từ? Không phải bài thiệt đâu, bóc đi. Có thưởng hả? Yêu cầu chương trình ở trong đó đó, bắt hít đất thuộc dầu gì đó, đọc lớn lên. Ồ. Này có bạn nữ. Thì đọc lớn lên đi. Bạn nữ hãy chọn một trong ba hành động sau để thể hiện với bạn trai. Một là nắm tay, hai là ôm bạn trai từ sau, hai là vuốt tóc bạn trai, ba là vuốt tóc bạn trai. Rồi nói cảm xúc, chọn đi em. Chọn cái số 1 đi chị. Số 1 nắm tay rồi bước qua cho người ta đi, chứ không lẽ bắt người ta đi qua nắm tay nữa. Thiệt lời muốn chết rồi hả. Rồi anh cũng bên đất tiền nha. Nắm trời, nắm 30 giây người ta mới cảm nhận. Người ta 10 giây đủ rồi, 5 giây đủ rồi. Đừng tào lao. Tại anh hơi lạnh. Ok, tay của anh rất mềm. Người ta nói cảm xúc với bộ anh nói sao mà. Cảm xúc của em như thế nào? Tay hơi lạnh. Tay hơi lạnh. Em có run không? Dạ hơi run. Vậy thôi đó hả? Dạ. Có lạnh, có run. Rồi mời em. Đây, bóc một lá đi cưng. Rồi đọc lớn lên. Coi cái gì ở chổng. Em hành hạ ảnh cho chị coi. Cái này mình đổi được không chị? Chị đọc lên đi. Ok, đổi được. Đổi cái gì mà đổi? Đọc lên coi. Chàng trai bế cô gái trong 15 giây thể hiện sự khỏe mạnh. Dạ anh không khỏe đâu ta. Anh thấy sao anh? Wow. Wow. Tại vì mình mới gặp nhau tới khi mà động tác đụng chạm không hay, cái chắc chị có thường cho bạn đổi. Tại vì Ánh thì cũng hơi hiền đó. Người ta mà gì quá. Không phải gì cổ hơi hiền mà tôi thấy cổ mặc váy. Rồi cho em ưu tiên đó nha, chứ đó giờ chị chưa bao giờ cho ai đổi đâu đó. Đúng không chị? Lần này là phải ráng chịu nha. Đặt cấp cho em rồi đó. Chàng trai xin phép nắm tay, sau đó hôn tay cô gái rồi nói cảm nhận. Trời ơi lời quá. Ok. Ảnh cho anh nắm tay em nha. Ok, khi anh nắm tay anh thì có vẻ tay anh cũng mềm và ấm. Cũng chung tay anh thì nó hơi lạnh quá. Gặp ảnh đây thì còn hôn nữa cha. Hôn. Xin ta đi. Chắc anh cho gửi một hôn trên tay của ảnh nha. Cái comment. Nó cảm nhận nổi. Bàn tay nhẹ nhàng, thơm. Tuyệt vời. Có điện không? Có cảm xúc không? Cảm xúc nhiều của chị Cát Tường. Về chỗ. Nói chứ vui, lâu lâu mình mới gặp được người bạn cùng trang lứa của mình mà còn bị ế nên mình thấy vui á, phấn khích trong người, không phải mình ế, cho nên hơi chọc ghẹo ảnh chút. Ai biểu đầu tiên vô, mọi người đăng ký tham gia chương trình đầu tiên trước khi ghi hình phải đút lót cho bà mối Cát Tường, đừng có cà khịa. Nãy ông nói Cát Tường dữ quá, ông bịt mắt, ông nghe tiếng tôi, ông nói tôi dữ quá bởi vì nãy giờ ông bị tôi chơi quá trời luôn. Trên hành trình theo đuổi đam mê, tôi chọn cách đối mặt với thử thách bằng năng lượng tích cực. Red Bull, năng lượng tích cực, hút tung thách thức. Vui không em? Chị vậy để cho em thoải mái hơn xíu, cho em dễ để mình chia sẻ. Giúp anh đó. Dạ, cảm ơn chị Tường rất nhiều. Giúp nhiều. Cái quyền quyết định là ở hai bạn ha. Chương trình chỉ tạo cho mình một cái cầu nối thôi. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Ok. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Rồi, tuyệt vời, dễ thương. Rồi, nắm tay nhau đi nè. Bây giờ quan trọng nè. Hồi nãy là chương trình bắt buộc, còn bây giờ là sự thật. Khi bấm nút hẹn hò, mình hãy trao nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp mặt. Trời ơi, ông che lại nữa, ông che thấy mệt, ông ghê vậy đó. Rồi, xin gửi tặng Ánh món quà của chương trình làm kỷ niệm nắm tay nhau. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Một anh chàng rất là dễ thương, một cô bé cũng chưa có kinh nghiệm trong tình yêu, và hy vọng rằng họ sẽ dìu dắt nhau tìm kiếm những cái cung bậc cảm xúc trong tình yêu, và chúng ta sẽ theo dõi và chúc phúc cho họ, quý vị nha. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi ạ. Chúng ta tạm biệt thôi và hẹn gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, 12 giờ trưa thứ Tư và 8 giờ sáng thứ Năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Khi mà ghi hình á thì em thấy là hơi run, hơi hồi hộp, cũng hơi lo lắng. Anh thì trước khi chuẩn bị vào ghi hình thì anh chuẩn bị cũng khá nhiều thứ cho cái sự chuẩn bị chu đáo, như là về quần áo, về những cái yêu cầu của bên tổ chức đưa ra. Nói chung là nó cũng hơi có gì đó, nó hơi bụng bỉ xíu thôi. Mình để cho cái đó nó trọn theo chương trình. Okay. Khi mà ghi hình đó thì em cảm nhận anh là người vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng. Và cảm xúc của em thì em cũng chưa có nói được, vậy thì cũng mến, cảm thấy anh là cũng vui vẻ thì em. Đối với anh thì tại vì anh cũng gặp chuyện đầu đó, thì chung là anh lớn rồi, cảm xúc cũng không bị chay rồi, nên là anh nghĩ là chẳng có điều kiện thời gian nữa, anh sẽ gặp chị Ánh để trao đổi nhiều hơn, tại vì đó phải cần thời gian chứ không làm như là gấp rút đến mức độ như vậy. Chị Ánh thì vẫn là chị dễ thương và có thể nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Anh nghĩ thì là chị Ánh sẽ đi ăn uống cà phê, thì tại vì mới gặp nhau thì anh nghĩ trước khi nói chuyện đi ăn uống này nọ, có chuyện để nói nhiều hơn. Đó, anh nghĩ chắc là như vậy. Sau đó thì nếu mình được thời gian nữa thì đi chơi đâu đó, về anh sẽ về nhà chị Ánh chơi, rồi anh sẽ mời chị Ánh qua nhà anh chơi. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hầu như đó chưa có, thời học sinh cũng say mưa say nắng sơ chứ chưa có mối tình nào gọi là chính thức. Thấy bạn trai thấy có vẻ như bạn không có không cảm, cũng không có thấu hiểu mình. Cái tiệc con nấu mà lớn nhất là bao nhiêu người? Tầm 250 mâm. 250 mâm. Dạ. Rồi nấu như đó thì cần đội ngũ bao nhiêu người? Thì tùy vào số lượng, chắc còn tầm bữa là 5 người. 5 người nấu 250 mâm luôn. Dạ, hả? Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần hẹn hò. Chàng trai đang ngồi đây rồi, Tường sẽ ra ngoài và mời đưa bạn gái mình vào nha. Rồi, dưới đây ha, bên trái. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân mình ha. Chào em tên là gì? Lời nói đầu tiên thì xin được gửi lời chào tới cô Cát Tường. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Văn Tuấn, năm nay con 26 tuổi, con tới từ Thanh Hóa. Mình đang làm gì ngoài Thanh Hóa? Dạ, con làm đầu bếp ạ. Ồ, rồi hôm nay là vô đây ghi hình. Dạ. Làm đầu bếp là được bao nhiêu lâu rồi? Làm được 7 năm. Món ruột của mình là món gì? Bây giờ thì đi làm phục vụ tiệc nên là nấu theo yêu cầu của gia đình. Là cái kiểu đãi tiệc, nếu muốn ăn như là bò, gà, dạ, kiểu vậy đó, đúng không? Là menu do gia đình. Menu đúng không? Dạ. Yêu gia đình rồi. Bên này tới em gái với. Dạ, em chào chị. Em chào chị Cát Tường và mọi người trong đường quay. Em tên là Nguyễn Phạm Hoàng Anh. Năm nay em 26 tuổi, em đến từ Ninh Thuận. Đang đang làm công việc gì? Dạ, em hiện tại đang làm kỹ thuật viên xét nghiệm. Nhưng hiện tại em đi ở nhà em chăm ba để học liên thông ạ. À, đang học liên thông lên. Dạ. Là mình lấy máu rồi hả? Dạ. Rồi mình nghỉ làm bao lâu rồi? Dạ, nghỉ làm cũng 1 năm, tại vì ba bệnh đó chị. Nên em tập trung vừa chăm ba vừa đi học liên thông luôn. Trời, cả hai đều là ở xa đến tham gia chương trình ghi hình hết ha. Rồi chúc cho hai bạn có những ngày ở thành phố Hồ Chí Minh thật là vui. Trước giờ có hay đi du lịch, đi chơi gì nhiều chưa? Dạ thì dạ cũng đi nhiều, nhưng mà đi học ở Quy Nhơn, đi học ở Buôn Mê, nên đi tới những nơi đó ạ. Quy Nhơn mình có ra Thanh Hóa là bao xa biết không? Cũng hơi xa, hơi xa. Có chuyến bay đúng không? Dạ. Xa. Em thấy mình điểm mạnh điểm yếu trong công việc của mình là gì? Điểm mạnh của em thì vui tính, với là em thì hơi trung tình, cũng hay nói nhiều. Là điểm yếu? Dạ, điểm yếu em thì em nói nhanh, em hơi hào đạo. Tao nhanh hay hậu đậu? Vậy là hơi nóng tính. Hồi nóng tính nữa. Trời ơi. Có dự định làm mình học liên thông đó là bao giờ xong? Rồi có ý định khi nào đi làm lại không? Dạ em học liên thông thì khoảng 5 rưỡi em xong. Xong thì em sẽ sắp xếp gia đình xong ổn thì em đi làm lại. Còn điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cưng? Con tưởng là một người chịu khó, vui tính, hoạt bát. Chắc điểm yếu thì chắc là hay quên, với lại cũng hơi nóng tính một xíu. Hay quên nấu đồ ăn, có nào quên nêm nếm không? Cái đấy thì không quên, nhưng mà mấy cái việc linh ta linh tinh hay quên. À, nhà mình đông anh chị em không? Dạ, nhà con 3 người. Rồi mình gái đầu đứa con với lại một em trai đó. Thí tỷ mốt mà mình lấy vợ, ví dụ như gia đình bắt rễ chịu không? Cái đấy bố mẹ con cũng thoải mái nên là cũng chắc cũng được. Chơi luôn. Dạ. Còn bên đây giá tỷ lấy chồng mà xa xứ được không? Dạ được chị, tại luôn là cứ nghĩ là làm dâu được. Đúng rồi. Dạ. Ở đâu cũng quan trọng, có cái người mình yêu thương chăm sóc với mình là được rồi đúng không? Dạ. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình con thì hầu như đó chưa có, thời học sinh cũng say mưa say nắng sơ sơ chứ chưa có mối tình nào gọi là chính thức. Bận công việc nên là cũng không để ý lắm. Trời đất ơi. Nếu bây giờ mà kiếm được cái người vừa ý thì khi nào tiến tới hôn nhân được? Đây tùy vào bạn nữ rồi ạ. Nhưng bản thân mình á, cái mong muốn của mình thì càng sớm càng tốt. Nhưng mình đã có chuẩn bị gì để mà mình kết hôn chưa? Chẳng nói thật thì cũng chưa. Chưa có gì sao kết hôn, sao tùy bằng nữ được. Bây giờ người ta quen, người ta kêu thì, cưới rồi sao? Con thì thật thì gia đình cũng điều kiện kinh tế cũng không có lắm. Nên là nếu mà yêu nhau thì đi ngay với nhau lên từ 2 bàn tay trắng, nó không có kinh tế gì đâu. Dạ. Chứ trước giờ đi làm không dành dụm được gì hết trơn hả? Nhiều chi tiêu vào vấn đề gia đình với lại này kia. Cái tiền con nấu mà lớn nhất là bao nhiêu? Khoảng người? Tầm 250 mâm. 250 mâm? Dạ. Rồi nấu bao nhiêu đó thì cần đội ngũ bao nhiêu người? Thì tùy vào số lượng, chắc còn tầm bữa là 5 người. 5 người nấu 250 mâm luôn hả? Dạ. Ồ. Còn bên gái, em gái thì sao nào? Mình tình trường mình như thế nào? Dạ em thì một mối tình là chị, một mối tình là em lúc này học Quy Nhơn thì quen một bạn ở Sài Gòn yêu xa. Sau quen khoảng một năm thì bạn nói với em khoảng cách xa đó chị. Mà em thì là con gái thì em cũng nhắn tin, thì mình là con gái thì mình thấy con trai thiệt thòi thì mình nhắn tin hỏi han. Nhưng mà bạn trai thấy có vẻ như bạn không có không thông cảm, cũng không có thấu hiểu mình để em dừng lại. Rồi trường hợp bạn trai bên này quan điểm suy nghĩ rằng bây giờ vợ chồng trẻ lấy nhau thì cùng nhau gây dựng sự nghiệp thì em nghĩ như thế nào? Em thấy bình thường. Nếu bạn trai với người bạn với em á mà cùng nhau thấu hiểu với lại cùng nhau cố gắng á, thì thấu hiểu nhau thì cái gì khó khăn cũng vượt qua hết. Dạ. Ví dụ giờ hai đứa ra thuê nhà ở rồi đi làm vậy thì em có ngại không? Dạ không. Nếu bạn trai trung tình thì em thành thọ là em có thích. Vậy là cần nhất là cái sự trung tình. Khó khăn mấy thì mình cũng phải vượt qua được. Rồi. Thế em muốn cái mẫu người lý tưởng của em á, lại muốn tìm người mẫu như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì nhìn không cần đẹp trai, miễn là 1m7 trở lên. Dạ. Dữ vậy em cao nhiêu? Dạ em cao 1m65. Hèn chi cao quá, bên đây cao được nhiêu cưng? Chắc 1m66, 67 kìa. 1m66, 67 à hả? Dạ. Rồi thôi cố gắng, bên này phải con gái là nhìn cao lén nữa ha. Dạ. Thôi quan trọng là nhìn có hợp nhãn hay không. Có yêu cầu gì nữa không? Hiếu thảo, với lại là vui tính, với lại biết trên nhường giới. Rồi. Rồi bên đây làm sao? Tiêu chuẩn em tìm người vợ như thế nào? Thì đúng là một người hiền một chút. Nói chung là sống thoải mái, không hay ghen là được rồi. Ủa em có lăng nhăng không mà em sợ hay ghen? Không, ý là nhiều vì tùy lượng. Nhiều lúc công việc ra này kia anh em bình thường cũng không có gì cả mà sợ. Nhưng tính con thì không lăng nhăng, con trung tình. Chưa có người yêu sao biết trung tình? Chưa có người yêu bao giờ? Thì theo quan điểm của con là vậy, xác định chứ không phải là qua đường. Coi như quen ai xác định ai là rõ ràng, đâu đó đàng hoàng, phải không? Rồi. Theo như em nghĩ, mong đợi nãy giờ là cô này như thế nào? Chắc là cũng hợp. Hợp? Dạ. Hợp về gì? Nhất là về quan điểm yêu, lại quan điểm về cách sống. Đố em biết cổ tóc dài hay tóc ngắn, cổ đang mặc trang phục gì? Chắc tóc dài. Sao biết tóc dài? Đoán vậy. Vậy hả? Em thích tóc dài hay tóc ngắn? Cũng thích tóc dài, nói chung là kiểu là người phụ nữ truyền thống. Còn em hình dung chàng trai bên này như thế nào? Em thì hình dung bạn trai thì vừa cân đối, với lại là gương mặt cũng người ưu nhìn. Đúng á, hai bạn này đoán nhau đúng á. Mà sao làm đầu bếp mà đâu thấy mập đâu ta? Tùy cái hệ hấp thu của mỗi người chứ không phải là ai cũng như ai. Rồi ok, bây giờ mời hai bạn nha, nhìn về phía trái tim. Rồi, 1, 2, 3. Con muốn gửi cho bạn. Trời, lành quá ha. Cảm ơn. Tổng, chỉ qua trái tim không chỉ, chỉ mà chỉ. Đó là tặng bạn, với là thì mình làm, chúng ta mình làm. Chính tay mình làm, rồi ngồi xuống mở ra coi bạn gái làm quà gì tặng kìa. Chính tay ta làm kìa. Xin phép. Nhẹ nhẹ thôi nè, người ta tự tay làm mà đừng tự tay phá hoại đi. Dạ không, em là cái thiệp. Còn cái món quà này em lựa. Cái này là người ta tặng, mà lý do gì ta lựa? Dạ em lựa cái thuyền thì chính vì em thấy là cái thuyền là nên. Nếu được thì hai người cùng nhau vun đắp và đi đến hạnh phúc. À, vậy rồi coi coi cái thiệp ta tự tay làm đó. Ồ, thân tặng anh. Thân tặng anh ha, chứ chưa dám thương ha, tại chưa biết có thương hay không ha. Em cảm nhận như thế nào về món quà và cái cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra là như thế nào? Thì cảm thấy là bạn cũng là một người khá là tình cảm. Sao biết tao quá tình cảm, khá tình cảm? Cái thiệp nó lên bạn khá là người tình cảm. Ừ. Dạ. Rồi lần đầu tiên nhìn thấy bạn gái thì cảm xúc của em như thế nào? Khá là run. Có rung, có hợp là có điện. Dạ. Còn em? Em thì bạn trai thì em cũng run. Nhưng mà em thấy bạn hiền, với là hơi nhút nhát. Đúng rồi. Em cũng hơi hiền, dạ. Nhút nhát. Cố gắng nha, mình tranh thủ mình tìm hiểu nhau nha. Thời gian trong chương trình thì không có nhiều. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn ăn một bữa cơm trưa tại nhà hàng. Rồi mình vừa ăn mình vừa trò chuyện với nhau nha. Đây là món cá ngừ đại dương nướng tiêu với bột tạc ha. Thịt cá ngừ rất là ngọt, dai, thơm nè, đậm đà hương vị biển, dùng kèm với khoai tây muối cau, một trong những món signature rất là đặc biệt của nhà hàng My Modern. Các em vừa thưởng thức mà nhớ là phải trò chuyện với nhau nha. Tự nhiên nha. Dạ vâng. Tự tin lên nha. Rồi, chúc hai em có một bữa ăn thật là ngon miệng. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Mời bạn ăn. Mời em. Bạn thấy mình còn đi học vậy bạn thấy ngại không? Nói chung là cũng không ngại lắm. Nhiều lúc thì cũng bận công việc nên là cũng không có thời gian lắm. Công việc thì... Bạn làm ở đây hay là làm ở quê? Làm ở quê luôn. Mình thì cũng ở quê, với lại cuối tuần thì mình lên Buôn Mê mình học. Buôn Mê Thuột đó hả? Buôn Mê Thuột mình học. Hơi xa thế này. Ừ, hơi xa. Cuối tuần thì mình rảnh ở nhà, mình phụ mẹ đã chăm ba bệnh á. Yêu xa mà nhiều lúc cũng không quan tâm nhau được lắm thì bạn có suy nghĩ gì nữa? Nếu mà yêu xa mà bên hai đối phương cùng gặp, mình cùng hiểu nhau, mình thấu hiểu nhau thì thông cảm được. Tại vì mình tính rồi thì mình yêu xa từ một đó mình yêu xa rồi. Thì mình thì là một con gái, mình biết con trai thì thôi. Họ xa mình ở được khoảng cách xa quá thì nó khó. Nên mình thấy nếu mà hai bên mình thấu hiểu nhau, mình cùng thông cảm, chia sẻ thì khoảng cách xa không là vấn đề. Anh còn thắc mắc gì mà? Hả? Anh thắc mắc gì anh cứ hỏi à? Chắc thế đủ rồi. Nếu có cơ hội thì mình tìm hiểu xem sao. Dạ. Chắc anh là bếp chắc ăn xuyên ở nhà nấu ăn đúng không? Thì cũng chẳng mấy khi ở nhà đi suốt. Vì thời gian ở nhà không hầu như là ít ở nhà lắm. Em thì nó ăn không ngon nhưng mà nó hay xuống bếp. Mình thì đi làm bây giờ đi làm tiệc nên là nhiều lúc cũng bận lắm. Ví dụ khi là đi từ tối mãi khuya, mãi 12 giờ tối mới nghỉ. Nhưng mà nhiều khi mà tiệc liên tục thì có thể là chạy liên tục như vậy luôn. Anh có ngại yêu xa không? Nói chung là cũng không ngại lắm. Nếu mà xác định chủ động dành cho nhau, quan tâm nhau được không? Mình cũng quan trọng là tìm được một người hiểu biết, thông cảm một chút. Anh thấy ví dụ một người nói nhiều vậy, anh thấy có hết phiền không? Thì mình thì bình thường mà quen thì mình cũng nói nhiều lắm. Nhưng mà này thì chương trình thì nó đang hơi ngại một xíu. Vì lần đầu tiên gặp mặt. Cũng có thể là gặp nói chuyện một hai lần hay hai ba lần thì có thể là sẽ hoạt bát và vui vẻ hơn. Dạ, em thì tính hơi nói nhiều tí. Thì cũng phải có người nói nhiều một chút. Dạ. Chứ hai bên mà ít nói thì mình thì bình thường không quen thì cũng ít nói lắm, ngại. Anh thấy sao từ Thanh Hóa với Ninh Thuận thì anh thấy sao? Em thấy thì bình thường. Nếu mà tình yêu đã lớn thì không vấn đề. Thì mình đi cũng nhiều lắm, hầu như là đi đất nước Việt Nam đi sắp hết rồi. Nên là đi suốt rồi, đi từ ngày giờ nên nó cũng không ở nhà. Chỉ có mỗi năm nay ở nhà là nhiều thôi. Rồi, nãy giờ ăn thử chưa? Dạ rồi. Rồi, sao? Dạ, rất ngon ạ. Rất ngon hả? Dạ. Tự nhiên nó nhai nhai đã. Đã dễ thương quá, vô Sài Gòn ha, đi chơi cảnh đẹp ha, rộng thoáng mát, giờ được ăn ngon nữa ha. Dạ. Theo như em mà để tiến tới hôn nhân mà mình ở yêu xa như vậy thì mình tìm hiểu bao lâu thì mới có thể gọi là hiểu được? Cái đấy thì phải tìm hiểu khi nào mà công việc chắc cũng tầm 2-3 tháng. Em thấy yêu xa nó có bất lợi không? Thì nó không có bất lợi, nhưng mà cái vấn đề là cái tình cảm mình dành cho nhau thế nào thôi. Mà ngoài kia vào đây có ai đi theo chung với mình không? Ông đi với thầy giáo trong nghề. Còn em mình đi có với ai đi chung với mẹ em. Với mẹ. Dạ. Rồi vậy giờ chị mời thầy em với là mời mẹ của bạn gái vào mình trò chuyện một xíu nha. Dạ Tường chào chú ạ. Chào. Rồi chào cô. Hôm nay giờ ưu tiên nhà gái trước nha. Dạ. Cô đi vô chung với con gái luôn đó hả cô? Mi mệt không cô? Mệt. Là mình đi xe hay là đi xe? Đi xe vô mấy tiếng? Từ khoảng 9 giờ thì đến khoảng 5 giờ. Cô có nguyện vọng là mình sẽ tìm một cái con rể tương lai của mình như thế nào? Cái mong muốn của cô như thế nào? Cái mong muốn của mình là mình chỉ cần là coi như một con thần để là biết trung thành với vợ con và thương yêu gia đình thôi, chứ cũng không muốn cái gì hết. Tại vì nói chung là có nghề có nghiệp thì tự làm ăn, miễn sao chung thủy và coi như là chỉ biết cách cư xử với là người lớn với là người già đồ, coi như nói chung biết thương người, có cái tính nhân ái là được rồi. Chứ không có muốn gì hơn hết. Nhưng mà ví dụ như mà con gái phải là quen với người yêu ở xa rồi phải gả đi xa thì cô có không? Cái đó là cái không quan trọng. Đối với chàng trai này thì cái khách quan đầu tiên thì cô có cái cảm nhận như thế nào? Không thì nhìn thì thấy cháu cũng hiền lành dễ thương, chỉ muốn mong sao mà nếu hai đứa tiến tới xa hơn thì coi như là con cứ chỉ cần chung thủy và thương yêu vợ là được rồi thôi. Rồi cảm ơn cô. Đấy, không biết còn thầy thì sao ạ? Với tư cách là thầy đã dạy cho tất cả được bao lâu ạ? Dạy được môn gì ạ? Từ hơn 2 năm trước là xuống Thanh Hóa set up một cái nhà hàng. Anh là một chuyên gia ẩm thực từ người Malaysia. Là đầu tiên gặp nhau là thật sự là ở Việt Nam là 13 năm rồi để mà mới biết tiếng Việt. Là đầu tiên gặp nhau cái em này ấy, rất là thứ nhất thấy là chưa có bạn gái chưa có gì hết, cũng là rất là nhiệt tình ở trong công việc. Nửa năm sau có một cái việc ở Đà Nẵng The Sun World, sau đó là cái kêu một phát thằng em cũng đã lên liền. Cảm giác là em này là rất là yêu công việc, chắc chắn sẽ có một ngày sẽ thành công. Bản thân anh cũng là đi nhiều tròi. Anh cũng sống ở Hà Nội rất là lâu. Là người Hà Nội cũng có người nói người Thanh Hóa không tin tình được. Trời chắc ơi. Chắn nước ngoài người Việt Nam sẽ suy nghĩ cái đó. Là lúc anh sang Thanh Hóa làm 3 tháng công việc ở trong đó, thấy tất cả trò của người Thanh Hóa rất là tình cảm, quá tình cảm luôn. Thật ra người ta nói gì cũng là tùy người thôi. Đúng rồi. Ở đâu cũng có người tốt người xấu ạ. Chính xác. Nhưng mà rồi hôm nay về cái chuyện mà tình duyên của Tuấn đó, thì anh đứng đây là mình cũng có kinh nghiệm, anh có gia đình rồi đúng không anh? Đúng rồi. Thế thì anh nhận xét cô bé bên này như thế nào ạ? Anh thấy như thế nào? Cũng nhiều khi xong công việc nhậu cùng cũng có nói Tuấn ơi mày thích con gái kiểu nào là chắc là học. Nhiều tiền quá cũng không hạnh phúc đâu. Vừa vừa thôi. Rồi cảm ơn anh, cảm ơn ha. Chúc cho hai thầy trò là sẽ đi set up được nhiều nơi để cho mọi người được thưởng thức những cái món ăn ngon từ hai thầy trò. Con cảm ơn cô nhiều, chúc cô sức khỏe. Rồi cảm ơn anh nha, em bắt tay anh cái ha. Rồi cảm ơn anh. Nè bây giờ người bóc lá bài chơi nè, đọc lên cái yêu cầu trong trỏng cho hiểu nhau thêm thôi. Rồi đọc lớn lên đi hai em. Bạn trai đọc trước nè. Hãy chia sẻ kinh nghiệm hôn nhân của bạn. Theo bạn ai nên chủ động và chủ động thế nào? Nhỏ chưa có hôn, nhỏ không biết. Giờ theo như em một cái mối quan hệ nam nữ thì ai là người chủ động? Chắc là bạn nam cô. Bạn nam mà em biết mà em đã chủ động hôn bao giờ chưa? Chưa cô ạ. Chưa. Rồi mình nhắm mình làm được không? Chắc là sương được. Thì mình chủ động mà nếu mình không biết làm rồi làm sao mình làm? Dạ thứ phải học tập thêm. Học tập ở đâu? Thì bây giờ cái này khó quá. Chiều nay về nhậu hỏi thầy nha, không coi kinh nghiệm thầy coi sao. Dạ tỷ như bây giờ thí dụ như mình thấy là tình cảm nó cũng tìm hiểu chín mùi rồi, giờ mình muốn hôn bạn gái thì mình làm sao cho nó đừng có kỳ rồi rủi người ta từ chối hay là người ta đồng ý gì đó, mình muốn mình phải làm sao? Theo như em từng bước mình làm như thế nào? Khó, chưa bao giờ. Bây giờ mình phải không chưa thì bây giờ mình phải thử tưởng tượng chứ. Chắc là kiếm chỗ nào vắng hôn tạm cái hôn tạm trời ơi, hôn mà tạm nhào vô hôn luôn hay là có xin, hay là chỉ cần thử rà, hay là mình có xin có nó cho anh hôn em nghe, hay là mình cứ hôn đại? Chắc là phải hỏi có ý kiến bạn nữ đồng ý hay không, chứ không thì ăn tát. Nhưng mà đồng hỏi người ta rồi nhiều khi người ta im chứ người ta đâu có, không lẽ cho anh hôn cái nghe cái người ta gật đầu, không lẽ vậy? Cà này khô quá. Cà khó quá à? Xưa giờ chưa hung hái chán chọi. Dạ chưa cô. Nhưng mà chắc cú là làm được không? Chắc được. Mà thích phụ nữ không? Có chứ. À có chứ. Hồi đó giờ có coi mấy phim tình cảm chưa? Con thì ít xem lắm, hay xem phim hành động. Vậy hả chồng? Giờ về phải tập coi cái phim đấy tình cảm đi. Xem cái đây sống tình cảm quá khóc sướt mướt chứ. Không phải, coi cái tình cảm kia kia kìa để coi con người ta hung hít đồn sao. À, dạ, vâng, cái đấy để con về nghiên cứu thêm. Nghiên cứu thêm nha không? Chứ không có kinh nghiệm chứ bạn gái là người ta không có chủ động đâu á. Rồi em đọc lên kia rồi. Thử hình dung hôm nay là sinh nhật của bạn gái. Bạn trai hãy nắm tay nói một lời nào đó thay bằng món quà vật chất. Dạ đứng qua đây, đi qua đây đi. Hôm nay là sinh nhật bạn gái. Nhưng mà bây giờ mình lại không có đem chuẩn bị quà. Xin được nắm tay bạn gái, phải xin nè. Rồi mình nói cái gì đó, thế cái quà, bây giờ mình quên quà mất tiêu rồi. Rồi, mời em qua thử coi. Rồi đứng bên đây, đi vòng qua hướng này. Mời bạn gái đứng lên rồi nói gì đó nói đi. Sao cầm tay à? Từ đó mà nói chuyện với bạn gái nè. Cà khô thật. Bỏ qua đúng không? Không, sao bỏ qua? Cà chưa làm bao giờ. Chưa, cái gì cũng phải có sự bắt đầu. Bắt đầu. Cái này mình mới có ví dụ thôi à. Ví dụ thôi mà mình làm không được, mai mốt thiệt sao làm được. Cho anh xin phép nắm tay em. Thì cũng cân nhau cũng đã lâu, nhưng mà hôm nay là sinh nhật em thì thật sự do công việc bận quá, anh không chuẩn bị quà cho em được. Thì chẳng có gì ngoài lời chúc cho em sinh nhật vui vẻ, người ta xinh đẹp, thành công. Có hứa hẹn gì không? Là lần sau rồi gì không? Lần sau bù sau. Ở đó, lần sau bù sau. Rồi được rồi, tôi chán ông quá à. Ông giống như ông chúc mừng sinh nhật đại trà trong lớp vậy. Bạn gái nó khác nữa. Lần đầu cô. Lần đầu, đúng ha. Rồi. Chưa, từ nhỏ lớn chưa chúc mừng sinh nhật ai. À, mà có nắm tay bạn gái nào chưa? Chưa. Chưa luôn. Trời, cái gì nó cũng chưa hết trơn vậy. Nhưng mà cầm tay bạn gái có thấy xúc động gì không? Có rung động gì không? Có điện không? Thấy cũng bình thường. Bình thường cầm tay ông thầy có xúc động, có rung động gì không? Con cầm tay thầy nặng. Coi chừng coi kiểm tra lại giới tính nha. Bình thường cô, men. Men. Dạ. Rồi bây giờ đến với chương trình ngày hôm nay nè, hai bạn gặp nhau nha. Có món quà tinh thần văn nghệ gì hát tặng nhau cho nó vui đi. Nấu bếp là thường hay vừa nấu vừa hát lắm. Hát dở lắm cô. Kệ, làm bao câu cho nó vui. Cái gì ổng cũng phải làm không được kìa, làm sao ổng lấy vợ trời. Bởi ế thì bây giờ phải cố gắng hết ế đi chứ. Hai bàn tay trắng này cũng phải có một chút ngón nghề chứ, đúng không? Rồi thôi em cứu bạn rồi. Anh mà đó. Em hát một bài dù các cách xa. Rồi vỗ tay. Biết đâu em nhẹ nhàng đến trái mơ nãy cỡ dù tình. Biết đâu sơ sơ chẳng cho em thêm để lôi một bóng hình. Hãy tin rằng trái tim để có gì hãy bóp an dù cho mình kén xa. Sao người ta cứu mình ra mình cảm nhận sao? À, cảm ơn bạn gái rất là nhiều. Cảm ơn bạn gái rất là nhiều. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm về tường nhé. Nếu đồng ý hẹn hò mình bấm mạnh. Không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Rồi, mời hai bạn qua bên đây, đứng với nhau. Rồi, nắm tay nhau, hồi nãy xin phép là nắm vì chương trình, còn bây giờ là nắm vì hai bạn. Nắm thật sự vì hôm nay mình đã bấm nút, bấm thì phải cố gắng dành thời gian. Mặc dù ở xa, bây giờ thì cũng có công nghệ hỗ trợ mình rất nhiều. Nhắn tin, gọi điện, thậm chí vẫn có thể FaceTime, nhìn thấy mặt nhau. Để mình chia sẻ những cái vui buồn trong cuộc sống. Chị Tường tặng em gái một món quà là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, thông chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Về phía nhà hàng cũng xin tặng cho hai bạn nha. Đây là 3 phần quà. Thứ nhất là một voucher ăn tối dành cho cặp đôi nè. Thứ hai là một voucher miễn phí cà phê thương hiệu Cowboy. Thứ ba là một hộp quà cà phê Max Farm Coffee. Gói trọn tình thân với những lời chúc sức khỏe, tinh thần đầy ý nghĩa. Hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn với mỗi ngày với nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Chúc hai bạn thật là vui, hạnh phúc. Cảm ơn chị. Rồi, kính thưa quý vị, cũng hơi hồi hộp quãng đường xa xôi đến đây và cuối cùng thì cũng có chút thành quả. Và bây giờ thì chúng ta tạm biệt thôi, sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình 12 giờ trưa thứ Tư và 8 giờ sáng thứ Năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Mình dành tất cả những cái tinh túy cho cái lần đầu. Tinh túy luôn các bạn, ghê quá. Tinh túy là cái gì vậy? Phải thật sự là điểm riêng của bạn, để nhắm vào đó thì mình mới lay động được mình. Nhanh lẹ hết sức không? Trời ơi, ông đi tỏ tình mà ông thở ra, ông làm như tỏ tình giùm cho tôi vậy trời. Và bây giờ thì xin chào hai bạn, mới có một bạn thôi. Hello bạn nam. Chào chị Cát Tường. Rồi tăng volume thêm 10% nữa. Rồi mời em gái. Dạ. Rồi ngồi vô ghế đi bạn. Rồi bây giờ bạn gái đến rồi đây. Hai người có thể tháo mặt nạ ra nha. Em chào chị. Mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên là Nguyễn Minh Khang, năm nay em 31 tuổi. Hiện đang làm kỹ sư kiểm thử phần mềm cho một công ty ở quận Bình Thạnh. Quê em ở thành phố Hồ Chí Minh, em sống với mẹ. Sống với mẹ, nhà đông anh chị em không? Dạ, con một. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo. Hiện tại thì em làm điều dưỡng tại bệnh viện An Bình ở quận 5. Em quê em thì ở Phú Yên. Hiện tại thì em ở trong đây với lại em gái em. Và em 31 tuổi. Rồi hai bạn bằng tuổi nhau nha. Ê mà nói nghe nè, chị thấy em quen quen nha. Em quen chị không? Không vậy. Nhưng mà chị thấy em quen lắm. Hình chị gặp em ở đâu rồi á? Dạ không có đâu, lần đầu tiên chúng ta mới gặp nhau. Sao em liếc thấy chị dữ vậy? Chị có làm gì đâu mà em liếc chị dữ vậy? Thiệt mà em đang nhìn chị bình thường. Em có chơi mạng xã hội không? Facebook à? YouTube? Không chơi. Em có làm gì nổi tiếng trên Facebook không? Không, em chỉ là dân đen thôi, đâu có dân gì. Đen thôi hả? Trời ơi, chắc chị dân đỏ quá à. Dạ. Nhưng mà chị nhớ là hình như là hồi xưa em có từng tuyên ngôn gì trên. Em mê cái đội, em mê cái Thái Lan lắm, dữ lắm đúng không? Trời, đâu có người Việt Nam nào đi chia Thái đâu chị. Người Việt Nam là phải ủng hộ tuyển Việt Nam. Rồi bữa nay Việt Nam với Thái Lan đá banh là em muốn ủng hộ đội nào? Đội nào đá hay em ủng hộ mà. Theo em là đội nào sẽ đá hay? Em thấy Việt Nam form tốt hơn. Chị biết là em chỉ mê Thái Lan thôi. Em đâu, luôn luôn ủng hộ Thái Lan. Em ủng hộ Việt Nam. Sao? Thiệt. Em ủng hộ Thái Lan. Trời ơi chị đang ép em à. Chị không có ép đâu. Chị đang dằn giọng chị ép em. Phải không? Chứ thật sự em là fan Việt. Em nghĩ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Cái điểm yếu của em có lẽ là con một. Con một mắc gì điểm yếu trời. Con một thì đương nhiên em hy vọng người bạn gái đó có thể về làm dâu. Vì làm dâu đừng có nghĩ cái từ làm dâu nó quá trầm trọng theo cái nghĩa phong kiến là phải tam tùng tứ đức hay là làm gì quá. Đối với em làm dâu đơn giản là có thể về sống chung với em và mẹ ở nhà thôi. Nó có thể chưa quen thì hy vọng là hai bên sẽ hiểu nhau. Em thì với tư cách là một người ở giữa, em cũng phải đi điều phối. Cái đó làm có một đấu sướng đâu. Bởi vậy em nghĩ đó là điểm yếu của em. Rồi. Em biết dạo này xu hướng trẻ, các bạn gái thì có xu hướng là không muốn làm dâu. Một phần là có lẽ vì sợ những cái tư tưởng nặng nề làm dâu phải làm những cái nghĩa vụ kiểu phong kiến đó. Cũng một phần là có thể chịu ảnh hưởng của những bộ phim series truyền hình. Nhưng mà hy vọng là nếu mà nghe những lời em nói hôm nay thì bạn gái có thể suy nghĩ thoáng hơn. Rồi vậy điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì có lẽ là do công việc của em thì em là test, em kiểm tra lỗi cho nên em là một người cẩn thận. Thì điểm mạnh của em là sự cẩn thận. Rồi. Với lại em cũng trầm tính. Em không có dễ mà nổi nóng. Khi mà có cái vấn đề gì mà tranh cãi á, nhiều khi nó đi vô ngõ cụt á thì có thể nếu mà gặp người cộc tính thì họ sẽ quát mắng hoặc là động tay động chân. Nhưng mà em thì nếu bực quá em sẽ im, không nói nữa. Rồi còn em nãy giờ nghe điểm mạnh điểm yếu của ảnh rồi đó. Điểm mạnh của em á là một người rất là thân thiện hòa đồng. Làm việc thì rất là nghiêm túc, mà đi chơi thì cũng chơi hết mình. Điểm yếu thì có một chút xíu là khi mà trước đám đông thì hơi nói chuyện nó hơi nhanh một chút xíu. Và cũng hay dễ tin người. Theo mà bạn bè nhận xét em á là một người phụ nữ của gia đình, rất là hiền. Em có ngại làm dâu không? Dạ không. Biết nấu ăn không? Dạ biết. Chăm sóc gia đình tốt? Dạ. Vậy là tuyệt vời rồi. Em là mẫu người vợ lý tưởng của rất nhiều người đàn ông. Trên tinh thần trước mắt thì chị nhìn thấy như vậy ha. Rồi về tình duyên thì sao? Đường tình em trải qua bao nhiêu mối tình? Mối tình của em thì có chính thức thì 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thời sinh viên của em, mối tình thứ hai thì cũng được 2 tháng. Mối tình đó ngủ vậy. Mối tình đó thì bạn đó còn trẻ quá, nghĩa là chỉ có quen nhau vậy thôi, còn trẻ quá chưa có biết lo. Tính là mối tình thực sự của em thì là 4 năm. 4 năm đó là cái mối tình sau cùng á. Dạ, mối tình sau cùng 4 năm thì từ đó tới giờ thì em không quen ai, em tập trung kiếm tiền thôi. Bạn bè em phát hiện ra bạn đó có người thứ ba thì nói em, nhưng mà em cũng vẫn không tin, không nghĩ rằng người đó có như vậy. Trời đất ơi, quen nhau 4 năm. Dạ. Rồi mới phát hiện ra. Dạ. Lúc phát hiện ra thì em có nói với ảnh không? Em có hỏi nhưng mà người ta né đi. Rồi thôi em chia tay là anh cũng ok thôi, không có gì hết, không có giải thích, không có nắm níu, không có sorry, không gì hết. Dạ. Rồi thôi. ha, người ta lại lừa dối mình như vậy thì thôi mình cũng không buồn. Thế là bao nhiêu lâu rồi không có bạn trai? Hơn 2 năm. Tại vì em đăng ký chương trình cũng gần hơn 2 năm. Rồi, còn em, tình trường mình sao nè? Cũng giống bạn đó, em cũng trải qua 3 mối tình rồi. Thì lần đầu tiên em quen một bạn đó, bạn cũng làm điều dưỡng bệnh viện Đại học Y Dược, first love của em luôn. Cho nên em rất là mình dành tất cả những cái tinh túy cho cái lần đầu. Tinh túy luôn hả? Trời, ghê quá. Tinh túy là cái gì vậy? Nói chung là khi mà lần đầu thì chị sẽ có cảm giác nó rất là cháy hết mình. Nhưng mà rồi sau đó em thấy giống như em bị đơn phương. Bạn đó cũng lạ là nếu mà đã không có tình cảm với em thì tại sao rủ đi xem phim hay đi ăn hay đi gặp mặt thì cũng nhận lời hết. Nhưng mà không có một cái gì đáp lại cả. Và đặc biệt bạn đó có một cái tính xấu, rằng nếu mà bực mình hay là cái gì á thì không có nói ra, giận dỗi. Sau đó em biết là giận thì gọi điện hoặc là nhắn tin hỏi xin lỗi. Có khi gọi điện bị dập máy, nhắn tin không trả lời, xin là không trả lời. Em cũng rất là bực, tại vì cho rằng đó là cái thái độ thiếu tôn trọng của người ta. Thà là chị không coi tin nhắn, còn nếu coi tin nhắn mà không trả lời thì đó là cái sự thiếu tôn trọng. Nhưng mà tại vì lúc đó có cảm giác sợ mất, cho nên dẫn dây chưa được 1 năm thì bạn đó là người chia tay. Lần thứ nhì của em thì quen một bạn gái người Thái Lan. Lúc bạn đó qua Việt Nam. Hèn chi mê Thái Lan. Trời ơi, tôi biết mà. Em mê nhưng mà bóng đá em vẫn chia Việt Nam nha. Lòi da rồi ha. Rồi quen mối tình Thái Lan bao lâu? Được 8 tháng. 8 tháng. Là lúc bạn đó qua Việt Nam làm. Tại lúc đó em có đi học tiếng Thái. Quất một câu tiếng Thái chào nhau liền cái coi. Bây giờ nói bây giờ là chị em chào chị Tường, tối nay em với chị cùng xem đá bóng nhé, tối nay có trận Việt Nam đá với Thái Lan, chị coi chung với em nha. Rồi nói nhiều đó, nói tiếng Thái rồi. Sawadee Cup khi Cát Tường khinh ý team sát Thai đặt hàng gặp team sát Việt Nam khi sân ảm kỳ lạ Mỹ Đìnhนะครับ แล้วเราจะไปดูนิวการนะครับ ok, hiểu không? Hiểu được. Vậy là được rồi. Được rồi, ok, cảm ơn em. Lý do là sao chia tay? Bạn đó tại vì qua Việt Nam làm spa mà làm chui á, cho nên khi mà hết hạn thì bạn đó cũng phải về Thái thôi. Em không đi theo qua Thái luôn? Em có đi. Lúc đó công ty của em đang tin giảm nhân lực thì em bị nằm trong số mà họ cắt giảm á. Các em cho em bị lay off luôn. Đi luôn. Thì lúc đó là gần Tết nữa, Tết dương, Tết âm lịch mà bị lay off rồi thì đâu còn tâm trạng gì. Nhưng mà em cũng quyết định là một chuyến đi Thái luôn. Coi như trước là để thư giãn, sau là thăm bạn đó. Qua đó gặp bạn đó thì hai người có khoảng thời gian vui, đi chơi với nhau suốt. Lúc đó bạn đó nhận được một lời mời làm việc ở Myanmar. Em có đưa tiễn bạn đó không? Em đưa luôn. Em đưa bạn đó tới biên giới Thái Lan Myanmar luôn. Chỉ còn vài bước nữa là em đã qua biên giới Myanmar rồi. Nói chung cái cảnh hôm đó buồn lắm. Mà thì có em ở bên đây biên giới Thái, bạn đó xách vali đi qua biên giới Myanmar mà nhìn theo cho đến khi mà bóng khuất dần, rất là buồn. Có khóc không? Chị nghĩ em khóc không? Có, buồn là phải khóc. Bình thường. Bình thường là khóc hay không? Khóc chứ. Chứ rồi bình thường. Mà cổ có lời mời đi ngay lúc em qua bên đó chơi luôn, trùng hợp vậy đó hả? Không, bạn nó hỏi em có đưa tuyển hay không thôi. Thì em đưa tuyển coi như là cho trọn cái nghĩa luôn. Và sau đó thì xa mặt cách lòng, mình đúng yêu xa không bao giờ dễ dàng hết. Đúng. Với lại cái múi giờ nó khá là chênh lệch. Mặc dù ở Myanmar chỉ sớm hơn Việt Nam nửa tiếng, nhưng mà tại vì công việc của bạn đó là làm spa theo ca, cho nên nhiều khi buổi tối bạn đó làm mà em lại ngủ, cho nên rất là khó. Ngôn ngữ cũng là một cái rào cản. Mình người Việt mình trao đổi nhau có khi còn chưa giải quyết được, nói chi là khác ngôn ngữ. Nó rất khó khăn. Mà cả hai thấy đường cũng khó nữa. Em thì cũng rất khó mà đi qua Thái Lan. Tại vì cái ngành của em ở bên Thái em cũng tìm hiểu rồi. Với lại em còn cái vụ phải đem vợ về làm dâu nữa. Bạn đó qua Việt Nam cũng không được. Tại vì bạn đó không biết tiếng Anh. Buồn quá. Dạ. Tốn mớ nước mắt. Bình thường em nghĩ bình thường. Nếu mà ai mà đã hết lòng với tình yêu thì tốn nước mắt thì đâu phải chỉ năm. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì tụi em đã đi tới cái mức mà đang lên plan đám cưới luôn rồi. Cưới luôn rồi, sao chia tay? Nhưng mà lại fail. Do hai bên không thống nhất được về các thủ tục cưới. Trời đất ơi, ta tính yêu nhau tính đám cưới rồi mà vì mấy cái thủ tục cưới thôi mà phải chia tay. Cái chuyện đó em nghĩ cũng bình thường thôi. Chẳng hạn như cái lúc đó là tại vì em rất là ít người nên bên em chỉ tính đãi 3 bàn thôi. Rồi. Nhưng bên bạn đó tới 15 bàn lận, là gấp 5 lần bên em luận. Rồi. Em thấy mời nhiều quá, em mới nói có thể giảm bớt số bàn hay không. Cũng xuất phát từ ý tốt là muốn nếu mà mời nhiều quá thì không biết có kiểm soát được cái số lượng khách không á. Lỡ họ không tới hết thì bị lỗ. Em chỉ nói như thế thôi, chứ hy vọng bạn đó hiểu theo ý tốt. bạn đó cũng giảm nhưng mà từ 15 giảm xuống 13 vàng. Là có giảm rồi, con số 13 đẹp rồi. Nhưng mà lúc đó bên em lại nghĩ rằng giảm giống như giảm cho có. Nó vẫn gấp hơn bên em tới 10 vàng lận. Nếu mà áp đảo như vậy thì bên Nam có cảm thấy nó thoải mái hay không? Vậy thì bên Nam mời nhiều lên đi. Mời nhiều hết thì em không, em đã cố gắng hết rồi nhưng bên em chỉ có nhiêu đó. Thì em môn quan hệ em hạn hẹp quá, em bắt nhà gái người ta quan hệ hẹp theo bên em luôn sao được. Em cưới người ta nuôi một đứa con gái lớn đẻ đãi có 10 bàn, 10 bàn có 100 mấy chục người mà nhà ba bên bạn hè bên nội, bạn bè bên ngoại rồi bạn bè của mình đủ thứ hết trơn. Cái này vấn đề từ nhà em chứ không phải vấn đề nhà bạn gái. Dạ cảm ơn chị đã nói, chị đã nói luôn được cái cốt lõi rồi đó. 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 Rồi bây giờ sắp tới đám cưới cũng là 3 bàn nữa đúng không? Ừ bên em là kiểu gì thì cũng rồi bây giờ bạn giờ em muốn bạn nhà bạn gái là được mấy bàn, đám cưới được đãi được mấy bàn. Nhiều khi cái ý của mình lại bị người ta hiểu là giống như là bị áp đặt, thật sự em không áp đặt. Mấy bàn không quan trọng, quan trọng là người đó đã có chơi có chịu. Nếu mà mời nhiều thì lỗ thì bên đó phải gánh hết thôi. Trời đất ơi. Chứ không thể nào mà nếu mà mời nhiều lại phía bên em bỏ tiền bù lỗ hay là sao đó. Em thấy thật sự không công bằng và không thỏa đáng. Khó quá, hai bạn tự chừng nào tới đám cưới mà chị hỏi nhau xa quá rồi chị ơi. Đâu có xa đâu em, những cái chuyện đó mới là quyết định có gần hay không. Có gần mới có xa, không có gần sao có xa được. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Không hút thuốc, không bụng bự, không đầu hói, biết sống, chia sẻ gia đình. Nói chung là một người biết hòa đồng hai bên gia đình. Rồi, các công ăn việc làm ổn định. Em thì không hút thuốc rồi, mà chỉ có hút thuốc thụ động thôi. Tức là người ta hút còn mình ngửi. Rượu bia thì em cũng không uống được cho em bị dị ứng với đồ uống có cồn. Cái chuyện mà quan tâm đối phương á thì điều đó là hiển nhiên rồi. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Đầu tiên bạn đó có thể hiểu được cái băn khoăn lớn nhất của em là vấn đề làm dâu. Bạn đó đừng có bị mang mặt cản làm dâu. Người bạn gái đó phải có công an việc làm ổn định. Và đặc biệt là nếu mà là người dân tỉnh á, thì đừng có làm một khoảng thời gian rồi sau đó trở lại tỉnh. Tại vì bạn của em đã gặp trường hợp đó rồi và bắt buộc phải chia tay. Có nghĩa là phải lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi bên đây ta ổn định công ăn việc làm, ổn định nhà tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Chịu làm dâu luôn, khỏi lo. Kiếm ảnh đi, ảnh nó chồng đó em. Cổ ở chồng á, theo giác quan của mình kiểm tra thử coi, kiếm thử coi ai là cô gái ấy, ai là chàng trai ấy. Ai? Chắc anh này. Anh đó tại sao chọn cái anh nhắm mắt? Em cảm giác vậy. À em cảm giác vậy, đó là quyền của em. Rồi bên đây ba chàng trai mà cổ đi chọn anh nhắm mắt mà cổ hiểu rồi đó. Cổ đâu? Hai người này em có cảm giác không phải. Thì chỉ có váy hồng thôi. Bé váy hồng phải không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thẳng vào trái tim. Cánh cửa trái tim sẽ được mở ra để các bạn kiểm tra xem cảm xúc của mình, cảm giác của mình lựa chọn ngày hôm nay đúng hay không nha. Xin mời các bạn. Chào anh. Chào. Sao em? Đúng sai? Sai rồi. Sai rồi. Em đúng hay sai? Dạ sai. Sai rồi. Nghĩ sao ta đi làm quen với bạn gái mà ta đưa tấm hình người ta chắc nhắm mắt. Người ta phải dìm hàng thằng bạn. Ai dìm hàng bản thân mình. Đời nữa tặng bạn. Ồ cảm ơn các bạn. Mà cùng tuổi chị chắc xưng bạn. Cùng tuổi thì cùng tuổi chứ mình phải tự tin lên. Cùng tuổi vẫn anh em đàng hoàng. Không em xưng bạn. Rồi kệ em. Rồi sao? Bữa nay mình gặp lần đầu tiên gặp bạn gái sao mình không có chuẩn bị quà hay cái bông cái hoa vậy em? Do em đi gấp từ công ty đi qua đây luôn. À vậy hả? Dạ. Phải có chuẩn bị trước từ sáng sớm chứ. Dạ không, sáng sớm cũng đi làm sớm luôn. Vậy luôn hả? Bây giờ chị Tường mời thức ăn của nhà hàng cho các bạn vừa ăn trưa cùng nhau vừa trò chuyện với nhau. Xin mời. Chị Tường xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon và được trình bày rất là đẹp mắt của nhà hàng Bao Điểm Sắm nha. Đây là món tôm viên sốt Long Châu và bánh xếp áp chảo. Rồi xin mời hai bạn nhớ vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Hồi nãy bạn nói bạn làm việc ở bệnh viện nào nghe không rõ. Mình làm bên bệnh viện An Bình. Mình là khá dễ ăn, ăn gì cũng được. Nhưng mà mình thì không thích những món có bơ, sữa, phô mai. Cho nên mập không được. Và ăn nhiều rau. Bạn làm ca đúng không? Bạn làm ca như vậy thì bạn có thời gian để dành cho một mối quan hệ không? Thật sự ra là nếu như mà mình muốn dành cho nhau á thì tất nhiên sẽ có thời gian thôi. Đúng rồi. Chứ không phải là không có thời gian. Tại vì gia đình mình cũng muốn mình lập gia đình trong. Với lại mình cũng muốn tìm một cái người mà có thể là cùng hợp ý với mình. Mình phải hỏi câu đó tại vì có trường hợp mà những bạn á, họ cũng muốn lắm nhưng mà họ bận và họ cứ lấy lý do bận hoài à. Mình thấy gì đó nó không có thỏa đáng. Tại vì một khi mà đã dấn thân cho một cái mối quan hệ nào thì mình cũng phải có một sự ưu tiên nhất định. Mình phải tự sắp xếp thời gian. Hơn nữa cái điều đó cũng thể hiện rằng một người biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bạn có hay đi du lịch không? Có, một năm đi một lần vào dịp Tết. Bạn đi một mình hay là có dẫn mẹ đi cùng không? Không, đi một mình, tại vì mẹ mình không thích đi. Những thời gian rảnh á, nếu mà bạn không đi làm á thì bạn làm gì? Thời gian rảnh của mình là 2 ngày cuối tuần á, thứ Bảy Chủ Nhật ở nhà thì có những cái thú tiêu khiển như là trồng cây, chăm sóc cá, mèo hoặc là học ngoại ngữ. Nếu mà bạn bè có rủ đi cà phê thì đi. Bạn có biết nấu ăn không? Biết một số món đơn giản thôi. Ví dụ như đậu rồng xào tép hoặc rau muống xào tương. Nói chung những món nào có liên quan tới rau thì biết. Nãy giờ có bàn vụ đám cưới không? Dạ chưa chị. Bàn nó có đãi mấy bàn kìa, coi được không? Đồ ăn ngon không em? Ngon chị, tại em đang đói mà. Ngon đang đói đúng không? Bây giờ thì Tường sẽ mời hai bạn bóc những lá bài của chương trình đã chuẩn bị sẵn. Có những câu hỏi khá vui trong này để chúng ta có thể có cơ hội tiếp xúc với nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Mời bạn trai. Thể hiện một hành động lãng mạn để tỏ tình đối phương. Mời em qua đây. Làm luôn. Làm luôn chứ chừng nào làm nữa. Mà em làm IT nên em khô khan lắm. Thì mình phải thử. Nó nhanh lẹ hết sức không? Ai, trời ơi, ông đi tỏ tình mà ông thở ra. Ông đi tỏ tình mà ông thở ra. Ông làm nhưng tỏ tình giùm cho tôi vậy trời. Cái này khó quá. Sau khoảng thời gian tìm hiểu thì bây giờ mình thấy là cả hai rất là tương đồng, có những ý kiến giống nhau. Mình có thể làm bạn trai của bạn được hay không? Cho mình suy nghĩ chút. Nói tiếp đi, chưa thuyết phục được mình. Lời thuyết phục đâu phải là ở những lời nói đâu. Không lẽ trong khoảng thời gian tìm hiểu bạn không cảm nhận được điều đó? Có thể cảm nhận nhưng mà giờ phút quan trọng bạn phải nhấn một điểm mạnh gì đó để có nghĩa là bạn phải có một cái điểm gì mà phải thật sự là điểm riêng của bạn để nhấn vào cái đó thì mình mới lay động được mình. Nếu kiểu như nếu như mà em đồng ý làm bạn gái anh thì anh sẽ làm gì đồ. Thấy em là người như thế nào, trong lòng anh ra sao vậy đó. Nó thuyết phục chút, nói gì đâu ngoài dòng không. Nói chung thì mình thì không có giỏi về mồm mép. Những lời của mình là chân phương. Nhưng mà nếu bạn cũng cảm nhận được mình là người như thế nào trong khoảng thời gian quen biết với nhau rồi. Mình thì không giàu, nhưng mà không giàu về tài chính, nhưng mà có thể giàu về tình cảm. Nếu bạn tìm một người mà để đồng hành đi suốt cuộc đời thì mình nghĩ mình có thể trở thành một đối tượng đó được. Với lại mình tôn trọng bạn và mình yêu thương bạn vì bạn là chính bạn. Chốt câu này cũng hay. Rồi được rồi, cảm ơn em. Hay rồi đó, cái câu cuối đó chị thấy hay rồi đó. Dạ, be yourself. Tới phiên bạn gái. Mời em. Rồi, đọc lớn lên dùm cho chị Tường luôn. Yêu cầu bạn trai thể hiện sức khỏe bằng hành động cụ thể. Trời ơi, cái thân ốm yếu này làm sao đây? Thật khó quá, bỏ qua chị ơi. Không bỏ qua được, bây giờ em phải thể hiện có chơi có chịu. Em làm sao em thể hiện sức mạnh chị coi coi. Đứng lên, sân chơi này là của em. Vậy em muốn làm gì? Ẩm cổ, bồng cổ, hít đất, thụt dầu. Thì bạn nặng bao nhiêu ký vậy? Mình nặng 58 kg. Em nặng bao nhiêu ký? Dạ em nặng 55 kg. Ồ, vậy thì thua rồi. Giờ em muốn sao? Ẩm cổ nổi không? Dạ không. Cõng cổ nổi không? Chắc không luôn. Rồi vậy thôi, hít đất thuộc dầu. Ừ, chắc vậy quá. Rồi chơi đi. Kiểu này chắc hết cũng không quá nhiều, 5 cái thôi. Rồi chị, sức em nhiêu thì em thể hiện nhiêu chứ giờ sao giờ? Cái gì mà bẻ tay bẻ chân ghê vậy? Không muốn khởi động chị. Khởi động rồi. Thôi mà chơi luôn đi. Chơi luôn. 5 cái nha chị. Ừ. Đếm đi. 1, đếm giùm đi em. 2 3. Thẳng tài dữ ha. 4 5. Rồi xong. Rồi xong. Đúng có chơi có chịu thiệt. Tôi thích bạn. Anh tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại nha. Đây là lúc quan trọng nhất. Trò chuyện nhiều nhưng chốt lại. Nếu hợp lý chúng ta đừng bỏ qua cơ hội. Còn nếu cảm thấy không phù hợp thì chúng ta hãy dành cơ hội này cho những người khác. 1 2 3. Sao bạn gái là không bấm nút? Cái cảm giác mà gặp bạn đó thì không có một cái điểm nhấn gì cho em để em thích được bạn ấy. Rồi rất là tiếc vì Tường không làm được tròn trách nhiệm của mình ngày hôm nay. Cố gắng tìm được một nửa của mình rồi về báo hiếu với mẹ ha. Sớm sớm đừng để mẹ chờ lâu. Còn em gái cũng vậy, rất là dễ thương, rất là đáng yêu, xinh xắn nữa. Chắc chắn là em cũng sẽ có được hạnh phúc của mình. Tường thay mặt chương trình gửi tặng em một món quà để làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika. Tô Son xin bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Bà Mai đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào mai mối được thành công cho cặp đôi này. Thôi thì hẹn ở lần sau quý vị nhé. 12 giờ trưa thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần trên kênh My TV. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ Ba, thứ Năm và 20 giờ thứ Sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.